Nói xong đấy, nó nói bé đặt cá mù đen cực cực nữa. Đặt cá cho chai đen cực cực là chê. Cho bé tôi đen cực cực. Tôi xâm tôi bỏ bé tôi mới mê lên nó tới chê. Bí đề nữa. Để ít tôi sẽ bỏ mua cho lo là nhờ. Xong nó họ chỉ mua là họ cho phong dư. Ê là chỗ bé sẽ đưa mù đen cực cực ok. Mù là dễ thế á, mù là xí lạc lư nhớ trô tỏ hạ giống à. Ê cô tốt tuần này chị cô bỏ cháu luôn nó xin á. Có khóa chè mua cho chị chờ bị đời nó cực cực nó chè xong nó chị cho phả hình nó cô chờ mua cho qua lên nó theo để nhỏ kia bơ lạ nó nữa. Nó đấy, có phải cái nó đấy. Để nó cũng mua mình chỉ thế nè, tức chỉ từ xe mình chỉ lỡ thế nếu mình chỉ phá. Nó có đen chứ, có nó đen. Nhớ không tư nè. Tức quá. Cho nó tư lâu đi. Cho có gì lâu đó. Cho nó nè. Chị có tổ nó mò. Chân được có cho hò. Tiếng hò có đen luôn. Có cho tổ chế nó lấy thì có đen. Chỗ nó nó nào lấy xong thép phá. Ừ. Đây lý bế đây chỗ nó khó tua tin và hộ bồi lấy xong tua tương nhìn gãi hư.
我们的这个是这些 cơm mỡ xa ra cán chế tàu là gì cơm mỡ cơ chả rỗ cho chó thì thật sự nó cũng mới của chả cứ cho là cho chó nữa thôi cũng mỡ cho chó cá thì cũng mỡ nè nè đi nó giờ chả đây họ chỉ tô đũa là chỉ chơi khó đen gì cho đây còn nhá nhìn cái đó nó ta thì có mà lên người mỗi kho có muốn sao như chỉ tô phân chế có cho đôi đen gì mà chỉ có lời cho phân chế đen gì mà nhớ có lời chỉ có mỗi kho biệt tha lý ý đi cho là ư ư đồ số thấp số nó ê chẳng rõ thiết có thiết nữ thiết lì đa tổ rung gô thiết nữ thiết chính lưu sai nữa chị lì nó chỉ mua cơ hậu chỉ mua chia lợi sứ thọ có là lúc sư hợp có mua cơ hậu là cho mua lúc hậu là thông là cho là nè cả có khó chó có dự chủ mua cho cả nữ nọ nhỏ nhỏ trong đời sứ chỉ mua ý nhà đó chỉ nhà nhà mình chỉ cho là cho cho cả nữ cho xa xứ chị nữ thế li chị qua đồ có chở rỗ su su chị chị li qua đồ phứ của tôi mình đi nè chị lên đó qua chỗ nó chở phong yêu sợ đời cho nó sợ tu và nên họ lo chở chở sái cũ nhưng mà tiền ở bên nó cũng chở rỗ cứ cứ nó có là nó chị cũng mà lên là update cho biết sợ đời sái sẽ nữ họ cá li chả thía nữ họ trong nhà nữa chở phong yêu sợ tu ê qua chỗ mình đâu đâu có lúc sinh hoạt qua cái lo chở cũ à.